gây sự đánh nhau. Nói đi, bà nói đi. Yên tâm đi, cho những cái thành phần xấu thôi. Bắt tay nhau. Bạn Tuấn kia cũng vui vẻ đi, bắt tay vui vẻ với nhau đi. Thế thì mới hòa đồng được chứ. Gầm gầm gừ gừ để mà. Bỏ khẩu trang ra. Như này này để làm gương cho các bạn. Anh em vui vẻ. Đấy, thằng này nói rõ ràng. Được. Từ lần sau tớ không bao giờ gây sự nữa, mà anh em ta phải đoàn kết, uống rượu. Chào cô giáo nha, chào tất cả các em học sinh. Chào bác. Bác là mẹ của cháu Tuấn, em bạn Tuấn. Thôi, cũng lo vui vẻ rồi em ạ, không nói nữa. Thế thôi, đấy, để cho cô giáo nói đi. Đấy. Bạn này có gây sự đâu mà phải giấu mặt làm gì? Bác quay là tốt. Đấy, đúng là phải như bạn này. Thảo Tàm Di xin chào những người yêu quý Tàm Di nhé.